Sau đây là phần cập nhật tình hình COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19, trong 24 giờ qua, từ 18 giờ chiều 20 tháng 4 đến 18 giờ chiều nay 21 tháng 4, toàn tỉnh ghi nhận 193 ca nhiễm mới. Trong số này thì 103 ca là những trường hợp F1 chuyển thành F0 khi cách ly tại nhà và 90 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Trong 90 ca COVID-19 ghi nhận cộng đồng, thành phố Vũng Tàu ghi nhận 45 ca, thị xã Phú Mỹ 23 ca, huyện Xuyên Mộc 7 ca, huyện Đất Đỏ, huyện Châu Đức, thành phố Bà Rịa cùng ghi nhận 4 ca, huyện Long Điền ghi nhận 3 ca. Số bệnh nhân điều trị tại cơ sở y tế của tỉnh tiếp tục giảm xuống, hiện chỉ còn 14 bệnh nhân. Số bệnh nhân COVID-19 điều trị tại nhà hiện cũng chỉ còn 1.575 ca. Trong 24 giờ qua, Bà Rịa Vũng Tàu không ghi nhận ca tử vong do COVID-19, tỷ lệ khỏi bệnh là 98%.